Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cận cảnh đĩa kinh Bis dành cho cái dàn chân sau của Solid 1/10 2.9 để xem được cái độ thẩm mỹ thế nào. Thời gian gần đây xem rất nhiều cái phiên bản đĩa theo đến từ kinh Bis trên thị trường mang cho mình kiểu dáng rất đẹp hoàn hảo, từ cái tiết nhôm cho đến các góc cạnh khác trên cái dòng đĩa này, và được rất nhiều anh em chia sẻ này là để mắt tới. Thì chúng tôi cũng đã bị hút hồn bởi mặt ngoại hình của phiên bản này quá đẹp, nên mình cũng đã mua thử một cái tắp cho cái chiếc Sonic 110 của mình. Phiên bản mà mình đã dùng chính là đĩa King Beast 220mm 4 lỗ dành riêng cho dòng nhiều wide clip, nhưng để tận dụng lắp cho bánh sau của con Sonic để tăng thêm kích thước size đĩa và giúp ăn hết được mặt 4 của con heo giọt Rainbow. Cầm trên tay chiếc đĩa thì phải công nhận một điều là sản phẩm này cực kỳ đẹp, góc cạnh được xử lý rất là tỉ mỉ và hoàn hảo, tương tự như cái đĩa của Gaffer nhưng có phần đơn giản hơn. Nếu so với mức giá tiền là 350.000 đồng của nó thì quả thật là phù hợp với túi tiền của rất nhiều anh em chơi thì hiện nay. Đây là sau khi hoàn thiện đĩa xe, theo cảm giác của mình quan sát, mình rất là vừa lòng vì giá thành rẻ, mẫu mã đẹp và có chất lượng cũng là tốt. Sau khi lắp và chạy trên đường về thì mình có đạp thắng thử nhiều lần và cố tình thắng cấp, nhưng đĩa vẫn hoạt động rất tốt, êm ái, không phát ra tiếng kêu két két khó chịu. Độ bền kêu biết ra sao, nên để sau này một thời gian nữa mình sẽ có một cái đánh giá cụ thể hơn cho các bạn xem. Exeter 135, một cái chú quái vật bị lãng quên đã trở lại. Xuất hiện ở trường Việt Nam khoảng từ năm 2011 đến năm 2014, cái chiếc Exeter 135 năm số thực sự đã trở thành một cái dòng xe gây một cơn sốt và tạo nên những trào lưu chia sẻ con tài trường đất Việt. Sau khi bị khai tử nhường cho người anh em là Exeter 110, thì cái chiếc Exeter 135 4 số đang dần bị quẳng lên, đang dần bị quên lãng, và sau đó vẫn xuất hiện rất nhiều bản độ những cái mẫu xe này. Cái chiếc xe độ sổ chính mình kích tông màu xanh khá nhẹ nhàng với kích tông màu trắng xám, đi cùng với bộ tem đấu đặc sắc và lịch lãm. Người chủ không quên trang trí nhẹ nhàng phần đầu một ít món đồ chơi kiển như là bao tay, đồ đầu. Chất đèn chính được minh lại ứng dụng bi gương cầu của xe hơi cho ánh sáng xa rộng khi đi vào những cung đường đêm. Phần đời mi được minh lại ít Audi vừa đẹp mà còn lạ mắt cho người xem. Cấp độ này có một khoảng thời gian trở thành phong trào điên đảo của anh em chơi xe đặc biệt. Tận dụng vị trí bất kẹn người chủ thay thế bằng led L4 chờ sáng phụ hơn cho xe, cũng như làm action xin đường rất cần thiết. Hơi thở được ấn định bằng một cái bộ độ khá lạ mắt, có cấu tạo hình dáng đẹp, âm thanh quy lực hơn mỗi khi lên ga lớn. Tuy nhiên thay vì bộ độ anh em phải canh chỉnh lại xăng gió hoặc gia tăng dung tích động cơ thì không sẽ dễ bị hợp ga đầu hoặc là nặng hơn làm mất hậu hoàn toàn. Ở dụng là mầm JS bạc, ngoại hình 6 cây song song với mầm, ta thấy được cái sự đẹp nhất hiện nay, phù hợp nhất cho cái dòng lịch Exeter 135 năm số ở dụng. Tiện lợi và thêm vào đó là không phải chế chấm một chi tiết gì ngoài rất nhỏ là cái phần đọc cái máy tính giờ, cản sao được người chủ cắt đo ra tạo hình cho chiếc xe thêm chút là mắt. Cái máy đang so dáng giữa cái nắng chiều nhẹ nhàng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.